Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn với Trung Nguyên TV. Hôm nay là chiều ngày mùng 6 Tết năm 2020 các bạn nhé. Đấy, lời đầu tiên thì Trung Nguyên xin chúc tất cả các bạn một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn và tấn tài tấn lộc. Năm mới thì cái gì cũng sẽ có những ngày khởi đầu mới các bạn nhé. Một năm qua là dịch bệnh Covid nó hoành hành quá nhiều rồi. Đấy, năm nay là tất cả sẽ làm sao hãy vượt qua hết để bắt đầu lại những sự mới mẻ hơn. Để chiều hôm nay mình mới vừa lên tới Hà Nội thôi, cũng vừa đóng một đơn hàng gửi đi gấp nên là phải lên từ trưa. Đấy, giờ đang là gần 3 giờ chiều rồi. Thì hôm nay mình lên để bắt đầu dọn dẹp cửa hàng như thế nào, thay nước này các thứ để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu lại ngày khai xuân. Ngày chính thức khai xuân là ngày mùng 7 ngày mai. Đấy, nhưng mà hôm mùng 3 mình có tạt qua cửa hàng để mình cũng thay nước cá cho cá ăn các thứ, thì cũng đã có bạn vào khai xuân luôn rồi. Đấy, hôm nay cũng đã bán hàng rồi, nhưng mà ngày chính thức mới là ngày mai các bạn nhá. Thì hôm nay mình làm một cái video này ấy để thông báo với các bạn một số mặt hàng mà bên mình còn để các bạn có thể nắm bắt được, nhất là các bạn ở tỉnh xa để nắm bắt được để các bạn có thể mua hàng các bạn nhé. Thì tóm lại về phụ kiện đồ khô thì nó rất là nhiều, thứ rất là nhiều mà quay cả ngày không hết. Nên là phụ kiện thì các bạn cần cái gì các bạn cứ hỏi, hết cái gì mình sẽ báo. Nên mình quay chủ yếu sẽ quay về cá thôi. Đấy, chủ yếu là cá bởi vì trong Tết đã bán rất là nhiều và vừa nãy cũng đóng mỗi cá đi thôi. Bây giờ mình cũng sẽ quay cá để cho các bạn ở tỉnh có thể nắm bắt được là các loại cá gì hiện tại đang có thôi. Đấy, và chắc thì hôm nay quay cá thì còn cá gì sẽ bán cá đấy trong vòng ngày mai là mùng 7, mùng 8, mùng 9. Chắc đến mùng 9 hoặc mùng 10 thì sẽ tiếp tục sẽ về cá thêm rất nhiều. Đấy, nên là sẽ cập nhật trong vòng 1-2 ngày tới để bán hàng thôi. Đấy, và mình cũng để gửi lời chúc đến các bạn đầu xuân năm mới. Đấy, thì cây thì trong Tết đấy còn sót lại một ít cây giấy đây các thứ đây. Đấy, mỗi loại còn ít không còn nhiều vì trong Tết thì giá cả cây nó leo thang quá, cấm biên các thứ là quá nhiều cái hết hàng. Thì, các túi này ấy là mình đóng cá chọi các bạn nhá, bình thường mình chỉ đóng túi bé này thôi. Thì hôm Tết về đóng vội mấy túi to như này thì mà để cả tháng ấy, cá chọi chả vấn đề gì luôn. Đấy, thứ nhất là đấy mình quay một ít cá chọi còn đấy, túi trọng ngược lên đấy, còn mỗi ở trong kia nữa kìa. Đấy, cá chọi là có chọi trống vẫn còn các bạn nhé, còn chọi mái thì mình chỉ còn chọi mái fancy thôi, chọi mái thường là hết ở đây. Còn một ít dòng thủy tinh này. Đấy, với lại một ít thần tiên đen bé, size bé size nhỡ chứ không phải là mini nhé các bạn, mini nó sẽ bé hơn nữa cơ. Đấy, như con này cũng được gọi là mini rồi đây này. Đấy, còn lại ở đây hàng nhỡ. Đấy, còn lên trên thì hôm trước Tết mình có quay đấy thì là cá đĩa, hôm trước Tết có về cá đĩa lô to rất nhiều. Nên là về cũng sát Tết quá nên là mới bán được một ít thôi, cũng bán được khoảng chục em gì đấy, nên là vẫn còn cũng rất là nhiều cá đĩa. Hàng bé thì còn ít thôi nhưng hàng to thì đã còn, các bạn nhìn đấy cũng còn rất nhiều và cá rất khỏe các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy vây đuôi họ kia rất là căng, rất là sung, cá rất là khỏe luôn. Về cá trân châu bình tích này, hết các bạn nhé. Như thế này gọi là hết, bạn nào chỉ đến cửa hàng mua lẻ thì mua thôi chứ còn bấy nhiêu thì không phải bắt xỉ được, ít quá. Và đây là 7 màu trắng sữa này, cũng còn ít rồi này, cũng còn đây còn khoảng 20 cặp gì đấy thôi, 20 cặp trồng mái. Xe can này, xe can bé còn nhiều này. Đấy, xe can tứ hay gọi là tứ vân. Còn đây là
bảy màu dark blue, nhìn như full black nhưng mà ánh tím ấy các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn trên này rất đẹp luôn, đầu vây ấy, còn kia nó blue, màu blue. Còn đây full black này, đen xì hết luôn này. Đấy, còn trong bể thì có rất nhiều các tỳ bà các bạn nhé, tỳ bà beo rồi, tỳ bà vàng rồi, rất nhiều. Thì mình hầu như là mình không quay được những bọn đấy vì bể nào cũng có, nó không tập trung một bể, nên các bạn để ý thấy là có, là sẽ có rất nhiều các bạn nhé. Còn đây là kiếm, kiếm coi, hàng mini, hàng bé hôm trước Tết về, còn rất nhiều. Còn đây là kiếm to, đấy, size to cũng bằng ngón tay út ấy. Có con thì nhìn bản ngang nó cả vây nữa, phải bằng ngón tay trỏ. Kiếm. Còn dưới là váy váy đen. Đấy, bên cạnh thì là váy dạ quang thì vừa nãy cũng bán xuất hết đi rồi. Đóng hết cả bể liền. Đây đây còn ít mấy con bán lẻ. Cá két này, két này là size khoảng 4 ngón các bạn nhé, 3 ngón rưỡi đến 4 ngón này. Rồi chủ yếu là két vàng, két đỏ thì còn 1-2 con thôi, 2-3 con thì đấy. Bên này là kim sơn thái, kim sơn vàng còn ít này. Đấy, cá ba đuôi hôm trước Tết mình có về còn rất nhiều các bạn nhé. Đấy, size khoảng 20-30 nghìn đến 40 nghìn, 50 nghìn là còn. Và với lại size bé bé bằng đầu ngón tay còn nhiều, vẫn còn. Dưới cá tai tượng nữa còn mấy con rồi này, còn hàng bé size khoảng 3 ngón hơn 3 ngón, giá 100 một em, còn 2, 4, 6, 8 con gì đây. Đây, ngân long amino còn một em duy nhất này. Còn đây là Ali này, Ali này. Đây là thần tiên, thần tiên trắng và lẫn 1-2 con bao vạch này. Thần tiên trắng nhé, hay là thần tiên Blatium. Bên dưới két đây vẫn còn két với lại tỳ bà, các bạn nhìn tỳ bà nhiều, rất nhiều luôn, tỳ bà vàng này. Đấy, két size khoảng 3 ngón. Hổ Indo Sumatra vạch hầu như là cuốn hết nhé, size chỉ khoảng 2 ngón thôi, rất khỏe luôn. Hoàng Bảo Yến hàng đắt này, đây còn 3 con này. Tỳ bà beo size to, size rất to luôn. Ping Pong Ranchu thì vừa nãy cũng đóng đi rất nhiều nên là đây còn ít này. Ping Pong còn ít rồi chứ Ranchu thì mình vẫn còn rất nhiều nhé. Cái Ranchu nó có hàng to một tí nữa. Đây, những hàng to hơn đây. Rồi hàng nhợ nhợ. Neon. Neon vua. Rút kinh nghiệm năm ngoái là mình về rất nhiều neon vua nên là còn đến tận bây giờ. Trước Tết cũng bán nhiều lắm. Hôm gần Tết là mình về liên tục. Và vừa nãy cũng đóng đi gần 200 con rồi. Bây giờ vẫn còn khoảng chỗ này chỉ còn khoảng 200 con gì nữa thôi. Đây niêm vua các bạn nhé. Đấy, qua Tết luôn lên không chết một em nào, rất khỏe luôn. Ở dưới là neon xanh. Mấy bể này mình lên bị cháy mất bóng đèn nên là đang hơi tối một tí. Đấy, trên neon vua, dưới neon xanh. Ở dưới nữa là mún panda. Bên cạnh thần tiên coi, thần tiên coi. Bên cạnh trên này là hồng tử kỳ, hồng tử kỳ. Bên cạnh nơi giết anh đào thì nhiều, giết anh đào thì quá nhiều luôn. Bên dưới này là Oranda lẫn một ít Ranchu sai nhỡ.
Jacaranda. Tiếp tục nè, đây là ngựa tím, nguyên một bầy ngựa tím luôn các bạn nhé, nhiều. Bên dưới thì các bạn nhìn luôn là dưới là có chuột cà phê và chuột trắng rất nhiều. Còn bên dưới nó là ngựa cánh tiên này, size cũng rất là to này. Ngựa cánh tiên. Còn bên dưới nữa là váy tiger. Lúc nãy cũng đóng đi và bây giờ còn bao nhiêu. Với lại tỳ bà bướm. Thì các bạn để ý nhá, tỳ bà bướm nó bâu xung quanh luôn, nằm đáy nằm thành cũng rất nhiều nhá, tỳ bà bướm nhá. À, đây là 7 màu Mỹ này. Màu Mỹ còn ít này. Đấy, tỷ bà bướm cũng rất nhiều xung quanh. Ốc Nerita rất nhiều này. Còn xuống dưới một tí đấy là váy dạ quang này. Đấy, thập cẩm các màu này. Dưới nữa là... À quên, không phải váy dạ quang mà ngựa dạ quang nhé. Nhầm, ngựa dạ quang. Còn dưới là ngựa thường này. Ngựa thường lẫn cả con ngựa dạ quang đây này. Tiếp tục đây là 7 màu full gold. Đấy, còn nhiều nhất là 7 màu full gold còn nhiều nhất. Dưới 7 màu coi, coi còn một ít mấy con này, mấy cặp chứ không còn nhiều. Đấy, dưới nữa là còn một ít xe can vàng với xe can đen, còn một ít thôi. Sang bên này thì đây là 7 màu Úc rồi. 7 màu Úc còn ít. Với sang bên này là đuôi vàng vàng ấy thì nó là 7 màu Tiger các bạn nhé. Đuôi vàng. Còn mấy con đuôi màu khác ấy nó là lẫn với cái ít 7 màu rồng đỏ lần trước mình vẫn lẫn vào. Đa số là Tiger. Còn các dòng 7 màu rẻ tiền thì 7 màu đỏ, đực hoa, mỗi loại nó còn ít thôi. Thì nó không còn nhiều. 7 màu cái rẻ đây. Mỗi loại chắc còn khoảng 100 con gì đấy chứ không còn nhiều. Đấy, bộ màu cái rẻ này. Về đây bên này thì các loại cá rồng này. Trên huyết long này, 3 em này. Ở dưới là các dòng bối 24K, bối số 9, bối đầu vàng, bối full 5m các loại. Hai bách nhất mình đang hết. Hổ này. Hổ, đây là hổ hổ bắc. Để nuôi phông trắng hết nên là vạch nó không được rõ vạch, nhưng màu của nó vẫn bản chất nó rất là vàng các bạn nhé. Cái tông nó màu vàng. Cái cơ bản là như thế. Còn hổ bạc ấy thì nó tông nó màu bạc thôi. Hổ Indo thì nó lại khác. Con to nhất kia sai có bằng bàn tay nha các bạn nhé. Sang bên này thì đây ba đuôi loại bé ở dưới cùng nhé. Ba đuôi bé ở dưới cùng. Còn nhiều là phượng hoàng vàng trống này. Đấy, phượng hoàng vàng mái này. Đấy, bên nữa là đây là cầu vồng xanh Indo này. Trên này là 7 màu loạn các loại màu luôn này. Dòng 7 màu Úc tạp màu. HB Red đây còn có vài đôi thôi. Còn bên này dòng tím thì lại rất nhiều rồi. Dòng tím này. Đấy, thuần nhá, quen nhá. Nó gõ cái tưởng cho ăn nhâu 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 luôn này. Và bên này các bạn nhìn thấy 7 màu Dumbo đẹp này. Lô này gần Tết mới về. Màu rực rỡ luôn. Rất đẹp, chuột Mỹ kia vừa nãy bắt hết thì còn có mấy con đây. Còn quay một vòng luôn thì kia là thanh cát tứ hãn, size to hôm trong Tết vẫn còn. Tái phát còn vài con. Để tái phát đây. Tái phát loại size khoảng 3 ngón giá 80 ngàn một em đấy. Ba đuôi còn ít này. Quay vào đây sẽ nhất là thần tiên.
thần tiên ba màu, size cũng size nhỡ nhỡ, to hơn size nhỡ một tí. Và bên cạnh đấy là mún đen này, dưới mún đỏ các bạn nhé, mún đỏ hai bể liền. Đây là hồng cam, mai quế hồng cam cánh bướm. Bên này là thần tiên đen vây dài, cũng còn khoảng 2, 4, 6, 8 con gì đấy thôi, size to. Còn sóc thì lô vừa rồi lên rất là đẹp, hôm mùng 3 lên không vấn đề gì, nhưng hôm nay lên thì mình thấy bắt đầu hiện tượng nấm trắng, nên là vừa nãy bắt đầu mới cắm sưởi, đánh muối, đánh thuốc các thứ đây. Đó là bệnh nấm trắng này thì mình chữa nó rất là dễ so với các cái bệnh khác. Chỉ ngại nhất là không biết nguyên nhân tại sao mà nó cá chết thôi, chứ còn nấm này không chết các bạn nhé. Thì nấm gọi là nấm trắng hết cả người nó cũng chưa chết đâu, nó vẫn rất là khỏe. Nên các bạn không chữa được, ăn vào quá thì nó mới chết thôi. Thần tiên đây, bể này còn một ít thần tiên đấy, ba màu với lẫn với con trắng. Bên dưới này có thần tiên trắng với lại thần tiên AB mắt đỏ. Ở dưới nữa thì là có mún đuôi lửa này. Bên này thì có một ít hồng xá, hắc xá, còn ít tội không còn nhiều, nó rút hết vào kia rồi. Hắc xá nhiều với hồng xá kia còn ít. Đô la này, đô la size bé. Hôm trong Tết các bạn để ý quay video thì tối quá, đang bị cũng cháy mất bóng điện. Đô la. Và các loại tép. Cuối cùng là còn các loại tép. Tép thì còn có tép loạn, loạn hai bể tép loạn, mỗi bể còn ít thôi. Tép vàng. Tép vàng này là vàng Thái các bạn nhé, vàng Thái. Còn sang bên này thì mới có các loại vàng khác, ví dụ như vàng đài này. Vàng đài, blue. Đây là sô-cô-la. Đấy, sô-cô-la rất nhiều, vừa cho ăn nên là nó bô ăn nhiều. Đây là snow bell. Rất nhiều lần. Để dưới thì có tép cam với tép đỏ, cam Thái. Đấy, đây là tép đỏ. Tức là vẫn còn cá mấy ít chọn fancy này. Đấy, chọi mà nuôi theo đàn được và rất nhiều màu này. Và một đàn, đây vẫn còn một bể tép blue đây nữa này. Và còn một đàn nana nữa này. Rồi, thế là đã hết các loại cá rồi các bạn nhé. À đây, còn bầy kim sơn Thái với lại két khổng lồ, với lại cá koi các thứ, thì mình sẽ có những video cá koi riêng. Và cá koi thì còn rất nhiều các bạn ạ. Trong Tết mình về rất nhiều, nên là hiện tại các bạn đến mua cũng còn rất nhiều, nhiều lắm. Ba đến rằm mới phải lên tiếp cơ. Size to, size bé đủ hết, nhưng mà cũng chỉ có size từ size khoảng 20, 15, 20 trở lên thôi, chứ còn hàng mini vẫn chưa có hàng các bạn nhé. Rồi, ok, mình cũng kết thúc video tại đây thôi. Video cũng rất là dài. Cảm ơn các bạn đầu năm mới cũng đã theo dõi kênh của mình. Để các bạn nắm bắt được hàng hóa trên cửa hàng để các bạn có thể đặt hàng mua hàng các bạn nhé. Ok, khi nào mình đấy chắc tầm mùng 9, mùng 10 sẽ có về lô tiếp theo, thì mình sẽ quay tiếp các bạn xem. Giờ tạm biệt các bạn, bye bye.